Chào anh em nhé. Hôm nay Đức Bình giới thiệu anh em cái cảm biến trục cơ của con Isuzu D-Max ba rắc nhé. Đây mình quay một này cho dễ, đây, ba rắc này, trục cơ. Anh em mà cần phụ tùng gì cứ Zalo cho mình nhé, 0979951845 nhé. Xin chào anh em.